ra 1K hoặc 121 rồi. Quay mặt lại không nhìn luôn, không nhìn luôn. Rồi cờ gì đây, cờ gì đây? Ui, Ronaldo. Yeah. Kèo này chúng ta có một vòng thắng siêu phẩm. Đấy, đầu tiên sẽ là BP trắng đi, đầu tiên sẽ là BP trắng. Đấy. Sẽ là BP trắng đi. Ê, nhiều phết đấy. Ê, như hơi nhiều nha, hơi nhiều nha, bêu trắng cho hơi nhiều đấy. Đấy. Ui. Bao nhiêu đấy? 1.500 tỷ bêu trắng. 1.500 tỷ bêu trắng là ở thắng siêu phẩm anh em ạ. À. Đấy. Rồi rồi rồi, mở thẻ mở thẻ mở thẻ. Tới với những cái mốc đầu tiên đi, mốc cùi nhất đi. Đó là một con cộng, một cái gói cộng 5, mốc này là cùi nhất. Đấy. Mốc này không ra lửa đâu. Nope. Nói y đúc luôn mà. Không sao. Lửa nó nằm ở đây. Lửa nó nằm ở gói icon Brazil này. Không chạy đâu được hết. Đọc lệnh luôn mà. Sự kiện này mở nhiều quá đọc lệnh được luôn. GW Garincha hay là Jairzinho vậy? Garincha. Garincha 113. Ok đấy, ok đấy. Được rồi, 113 đẹp rồi. Gói này 96. Không, mình sẽ mở gói Việt Nam trước. Gói Việt Nam này bịp. Biết là gói Việt Nam này bịp nhưng mà vì yêu cứ đâm đầu. Kệ thôi, biết sao giờ, bịp vì chưa đàn chịu. Mình bịp thật sự luôn đấy. Bịp thế nhờ. Bịp luôn mà. Gói này lúc này mở ra dây khâu đấy. Ê, gói này mở ra dây khâu đấy. Cho thêm một con dây khâu nữa đi. Mở vậy có nóng đầu không ấy chứ thật. Mở vậy ai mà không nóng đầu cho được. Mở vậy ai mà giữ được bình tĩnh. Mở thẻ như vậy ai mà giữ được bình tĩnh nhờ. Pháp. Pháp giờ lúc lưu. Ui. Nope. Pháp giờ lúc lưu à. Cờ Pháp là ngon đấy. Cho vị trí khác đi. Trời ơi. 102 đi, 102 đi, 102 đi. Đừng ra LA. Không ra LA rồi. NTG à. NTG. Ui Chelsea. Ui. Step Chen. Ủa. Shevchenko là min đấy. Shevchenko là min đấy. Shevchenko là min đấy. Sao càng mở càng min vậy? Phúc và Phúc. Phúc mà biết được thì Phúc mở đâu có min đâu. Còn bốn gói chỉ định nữa. Thế gói chỉ định đầu tiên đi. FA. Đấy. Gói chỉ định đầu tiên FA cho cái thủ môn lên trên. Cứ cho thủ môn lên trên là không không phải ra thủ môn. Cứ cho thủ môn lên trên là không ra thủ môn. Cờ với lại vị trí thôi. Pháp. Pháp sẽ mở. Beyond à? Pogba Nope. limit mà. Ôi, trời ơi. Ôi, Pogba limit luôn rồi. Trời ơi, bốc ba limit rồi, không nói bốc ra bốc ba là quá ngon luôn đấy. Sao cứ mở là nó minh hoài vậy ta? Hay là bùng nổ nó ở ba gói cuối nhỉ? Hay là cái sự bùng nổ nó ở ba gói cuối đúng không? Bùng nổ nó nằm ở ba gói cuối đấy. Rồi cứ thế thôi, cứ cho thủ môn lên trên thôi, cứ cho thủ môn lên trên thôi. Bị xe mở. Ôi Kevin De Bruyne ơi, trời ơi, nó phải sao có 300 năm tính, sao có 359 tỷ vậy ta, sao mùa này nó cùi vậy,
sao mùa này nó cùi vậy? Trời ơi, cứ tưởng ngon lắm chứ, nghìn tỷ, ai ngờ. Cày thế nhở, không hiểu kiểu gì. À, giá ảo đó con này 5.000 tỷ lận. Rồi. Cứ bỏ thủ môn lên trên, cứ phải bỏ thủ môn lên trên thôi. Đó, cứ bỏ thủ môn lên trên thôi là không ra thủ môn. Công thức mà, mình mở thẻ là phải có công thức đàng hoàng. Đó. Moratia, CM rồi, Rakitic rồi. Rakitic 118 mà, trời ơi. Ôi sao đẩy ra toàn minh không phải trời. Toàn minh không vậy. Ôi trời ơi. Nó minh từ đầu cho tới cuối luôn. Ôi trời ơi. Đủ phôi 118 luôn thật, đủ phôi đập luôn mà. Một vòng sự kiện mở ra đủ phôi đập rồi. Nó có điên đầu không chứ? Một vòng sự kiện mở ra đủ phôi đập luôn mà. Giải khâu đi. Rồi cứ thế thôi. Cứ thế, cứ cho thủ môn lên trên thôi. Đây. Ra 1.000 tỷ thêm một vòng pin à. 800 tỷ được không Huy? Thật cho em 800 tỷ thôi nhá Huy ơi, 800 tỷ thôi. Ra 1k hoặc 121 rồi. Quay mặt lại không nhìn luôn. Rồi cờ gì đây? Ui, Ronaldo. Yeah. Ronaldo. Ôi giời ơi. Mình còn đang... một trăm hai mươi cày dễ nhỏ thật. Phôi 121 này nhưng mà nó lạ lắm thật luôn đấy. Rồi tổng kết lại cho anh Huy, một vòng sự kiện pingon, một vòng sự kiện thắng siêu phẩm em Phúc đem về cho anh Huy đâu đó khoảng 1.500 tỷ PP trắng. Sau đấy đó là một nghìn tỷ đến từ cầu thủ Navas, Kevin De Bruyne là 2.500 tỷ đó, Rakitic, Rabiot là 2.800 tỷ đấy, 2.900, 3.001, 3.001 anh ạ, 3.002 anh ạ, em đem về cho anh 3.002 tỷ, vừa đủ KPI.